mình thấy chỗ này có một cái ống thế kia mà một bên là con Godzilla nó đang phun tia và đám ma vào, còn một bên là con Huggy Wuggy, ui nó cứ đạp chân vào cái ống ấy các bạn ạ, không biết trong ống nó có cái gì mà nó đạp nó phun tia và đám ma vào kia, ui cái ống nó dẫy kìa các bạn ơi, ui như các con hạt ở trong đấy nó dẫy nó lắm quá nó dẫy các bạn ạ, ui làm cái ống nó dẫy liên tục kìa. Ui, lạ chưa. Mình đợi nó đi để mình cứu các con vật thôi nhá. Ui, hai con tranh giành nhau. Ui, kìa, con Huggy Wuggy nó nhảy lên, nó đạp con Godzilla bay đi đâu rồi các bạn ơi. Qua, wow, đây này, ui, cái ống nó dãy này. À, đây rồi, có một con gì đây này. Nó đang chui ra đây này các bạn ơi. Nhưng mà người nó to quá không chui được các bạn ơi. Mình sẽ giúp nó chui ra nhá. Ui, ra rồi. Các bạn ơi, thì ra là một chú bò các bạn ạ. Wow, chú còn đang đứng cậy cả cái chậu đấy ra này các bạn này. Nào để xem nào. Ui hình như vẫn còn con gì nữa đây này. Wow. Ui các bạn ơi, là một chú bò con. À, ui chú bò con cũng đang tiến tới cái chậu này giúp chú bò mẹ kia. Nào bây giờ hãy cùng mình mở cái chậu đấy ra nhá. Xem mà trong chậu này có con gì nào. 1 2 3. Wow, con quái vật Huggy Wuggy đây này các bạn này. Đấy. Mình úp được con quái vật Huggy Wuggy. Kinh chưa, chân tay dài chưa này. Mà cái mồm của nó rất nhiều răng, kinh quá. Ấy, ai đụng vào đấy là nó cắn đấy các bạn ạ. Ấy, con quái vật Huggy Wuggy nó có hai cái mắt to, đầu nó thì bẹt này các bạn này. Nhưng mà chân tay dài lên là nó bắt các con vật dễ lắm. Ui, chú bò giúp mình đẩy Huggy Wuggy ra mà ngã cả ra đấy các bạn ạ. Nào, cho cả bò con đi cùng nữa. Ấy, hai mẹ con nhà bò đi rồi kìa. Thì ra, đây này, cái đuôi của con quái vật Godzilla đây này các bạn ơi, người nó rất dài lên, nó bị bay vào trong cái hang này, vẫn nhìn thấy cái đuôi ở trên này các bạn này. Ui, mình sẽ lôi con Godzilla lại ra nhá. Cố lên nào, lôi ra. Ấy chà, được rồi. Đấy, các bạn thấy không, con quái vật Godzilla mắt màu vàng này. Ui, tay của nó này, hàng gai rất sắc này các bạn ơi. Bắt nó vào thôi, kinh chưa. Lưỡi của nó còn màu đỏ hòm cơ các bạn ạ. Đấy, mình sẽ bắt con này về nhá. Wow, con này nó kêu rất sợ đấy. Ý, các bạn thấy tiếng kêu của nó chưa này. Ui, các bạn ơi, hình như là một chú cá sấu to ấy. Chú cá sấu vừa đuổi theo một con gì vào trong đại bụi thế này. Mình không nhìn rõ luôn các bạn ạ. Nào, để mình lại gần mình xem nào. À, con cá sấu đây rồi các bạn ơi. À, nó đang bò vào đây này các bạn này. Wow, con cá sấu hung dữ này. Ui, nó đang tiến tới đây rồi. À, ở trong kia lại có mấy con gì kia. Hình như là mấy con vịt đi. Ui, mấy con vịt này. Không biết vừa lấy con cá sấu có phải là đuổi con vịt không. Nào, bây giờ mình phải bắt cá sấu lại nhá. Không à, nè, nó sẽ ăn con vịt đấy các bạn ạ. Cá sấu này là thích ăn vịt lắm. Đây này các bạn ơi, nó đang chạy hướng này rồi. Nào, cho ba chú vịt lên xe đã. Wow, một chú vịt rồi, ngồi lên xe đi. Nào, wow, chú vịt nữa nè. Đấy, hai chú rồi các bạn ạ. Wow, vậy là mình đã cho được ba chú vịt con lên xe rồi. Đấy, mấy chú vịt con ơi, đứng ở ngoài đây nhá. Không có là cá sấu này nó cắn đấy. Nào, mình sẽ bắt con cá sấu này ra các bạn ơi. Ấy, wow, ui, nó đang tiến tới kia. Ấy, nó rất là hung dữ đấy các bạn ạ. Con cá sấu này hung dữ lắm. Wow, mình lôi nó ra. Kéo ơi, cái răng của nó kìa. Ui, nó còn leo vào, nó vẫn leo vào cái bụi các bạn ơi. Wow, này các bạn này, ui, nó bò nhanh lắm. Nó bò vào cái bụi đấy này các bạn ơi. Hình như là nó muốn trốn vào trong đấy. Hay là nó vẫn muốn bắt con gì trong cái bụi đấy nhỉ. Ôi không biết được, nó không phải là bắt con vịt đâu. Đây này, nó rất hung này các bạn ơi. Đấy, mình phải cho nó vào trong một cái xô thôi các bạn ơi. Nó định tấn công mình này. Nó há miệng rất to rồi các bạn ơi. Đấy các bạn ơi. Wow, ui, con này nó phản xạ rất nhanh đấy. Chúng mình không được dùng tay không bắt đâu. Mình sẽ dùng cái kẹp này nha, để mình bắt nó lên nhá. Đấy, mình sẽ lưng cái kẹp này vào người nó này. Thế là bắt được nó thôi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cho nó vào trong cái xô nước này. Mình đang định dắt con vịt về mà con vịt đâu mất rồi. Ui, thì ra nó đang đi ra đây kiếm ăn các bạn ơi. Nó đang chạy chạy ra chỗ cái này này, nó ăn lá cây này. Ui, ăn những cái hoa cả lá cây đấy. Nào, đi lên xe để mình kéo về nào. Ui, các bạn ơi, đây này, thì ra chỗ bụi này lại có mấy cái con cua các bạn ạ. Thì ra là con cá sấu nó đuổi mấy con cua vào trong cái bụi này này. Wow, mình sẽ bắt hết những con cua này ra nhá. Ui, cả con cua bé con nữa này các bạn này. Ôi, thấy nhiều quá. Ý, nó trốn ở trong cái bụi này. Thế là cá sấu không ăn được nó đâu các bạn ơi. Nhưng mà toàn con cua màu sắc sặc sỡ này, nó dễ nhận biết lắm các bạn ơi. Đây này, cua màu xanh ý. Thế dễ nhìn lắm các bạn ạ. Wow, đấy cả con cua này nữa này các bạn ơi. Wow, nhiều chưa. Đấy, đấy bao nhiêu con cua rồi này các bạn này. Ây chà, đấy. Ui, nó định cắt mình. À, nó có cái càng này này, nó định cắt vậy các bạn này. Ui, nó chạy nhanh lắm các bạn ơi. Ý chà,
Con cua này rất chi là hung hăng đấy. Nó định cắp đấy các bạn ạ. À. Nó đang bò đi là ít cái chân của nó giơ lên này. Nào, mình sẽ bắt vào cái chân của nó nhá. Ôi, ui, bò rất nhanh luôn. Các bạn ơi, ấy chà, con cua này hung hăng chưa? Ấy hung hăng lắm các bạn ơi. Wow, mình thấy có một con gì. Đây này các bạn ơi. Ui, nó đang trốn ở chỗ cái bụi cây này này. Ui, làm cái cây nó rung đùng lên các bạn ạ. Ui, để mình xem nào. Để mình túm túm lên nào. Ui, không được các bạn ơi. Ui, không túm được luôn. À, nó đang dễ khỏe lắm. Để mình mở xem nào. Ôi, một con cá các bạn ạ. Một con cá đang bị một con mèo nó bắt này các bạn này. À, là cho con cá ra nào các bạn ơi. Ui, con cá màu hồng. À, chú cá màu hồng bên này các bạn này. Ui, đi, chú cá chạy đi rồi. Chú cá chạy nhanh chưa kìa. Một con mèo hồng đi bắt cá các bạn ơi. Mèo hồng bắt được con cá to thật đấy. Này, wow. Ui, con mèo hồng giỏi ghê. Bắt được con cá to quá. Ui, chỗ này cũng có cả một chú ốc sên cũng đang định đi vào đấy này. Wow, ở đằng này này các bạn ơi, có một con gì mà nó cắn đổ hết cả một cái cây to đùng này các bạn này. Ôi, một cái cây khổng lồ thế này mà bị một con gì nó cắn này các bạn ơi. Nào, để mình dựng cái cây lên nào. Ôi, dựng lên xem nào. Wow, ui, có con gì ở dưới. Nào, ui, chiếc cây này đã được mình dựng lên rồi này các bạn ơi. Rất cao đây các bạn ạ. Nào, xem nào, con gì đây. Ôi, các bạn ơi, một chú cá mập này. Chú cá mập. Ui, chú cá mập có cái hàm răng này sắc quá. Mà chú còn vừa nuốt cái con gì đấy. Nó đang chui ra này các bạn này. Ôi, nó có cái vòi rất dài này các bạn này. Hai cái tai cũng to. Nào, ui, để mình giúp nó nuôi ra này. Wow, giúp nó thép khỏi cái bụng con cá mập đấy nhá. Nào, ôi, chú này là chú voi đấy. Một chú voi to thế này mà cá mập nuốt được này các bạn này. Ôi, nhưng mà nó không tiêu hóa được. Nó lại nhà lại lại con voi này này nó lại đang ra này các bạn này. Ui, con voi có cả cái gì đây. Ui, chú voi con, chú còn đang chơi bóng các bạn ạ. Đấy, nuôi được con voi ra rồi. Con mèo hồng của mình, nó lại ra chỗ này, nó bắt cá này các bạn ơi. Nhưng mà nó đang còn đang cầm quả bóng nó chơi các bạn ạ. Nên là chưa bắt được con nào. Ui, ở dưới này nhiều cá lắm. Nào, mình sẽ có cái cần câu này. Mình câu những con cá về cho con mèo nhá. Nào, xem con cá nào cắn câu trước nào. Ôi, đây rồi, một chú cá màu xanh cắn câu rồi các bạn ạ. Nào, cho vào cái thùng này. Đấy, đã được một con cá màu xanh, đẹp chưa? Ôi, con này nó cũng cắn câu các bạn ơi. Một con cá sấu bé này cũng cắn câu rồi. Đấy, cần câu này câu giỏi chưa? Được hai con rồi. Nào, mình sẽ câu con tôm này nhá. Đấy, con mèo của mình thích ăn con tôm lắm các bạn ạ. Nào, ui, chú tôm này khó câu quá. Đấy, các bạn ơi, chú tôm rất nặng. Thôi, nó nằm quay đầu lên rồi các bạn này. Nào, mình sẽ câu con tôm màu xanh này đi. Con tôm màu xanh này chắc là dễ hơn đấy. Được rồi, câu được con tôm màu xanh rồi các bạn ơi. Nào, wow, đến con rùa này nào. Liệu có câu được con rùa không? Ui, con rùa này nào, cố lên. Đây rồi, mình đã câu được chú rùa lên rồi các bạn ơi. Đấy, con rùa này to chưa, màu hồng này. Wow, còn nhiều lắm các bạn ạ. Mình thấy còn rất nhiều. Ui, có cả một con cá mập này. Bắt vứt nó ra thôi. Đây là con cá màu cam. Nào, ui, đây lại là một con cá ba đuôi các bạn ạ. Hai cái mắt của nó cực kỳ to đấy, mà màu đen đấy. Nào, tiếp theo lại con cá này màu xanh này các bạn ơi. Wow, đây là màu xanh da trời. Vừa xong mình câu con cá này màu xanh lá cây đấy. Nào, mình sẽ bắt hết những con cá này lên nhá. Ôi, con gì nó vừa cắn tay mình ở dưới này. Ô, mình xem nào. Ui, lại một chú cá mập đi. Này, chú cá mập vừa cắn mình vào tay mình xong. Này, wow, bắt lên nào. Bắt hạ con cá ba đuôi này lên trước này các bạn này. Tiếp theo này. Wow, một đàn cá ba đuôi này. Đấy, các bạn thấy không? Ui, con cá to này nó còn cắn mình cơ. Ý, hình như là mình bắt con của nó cắn đấy. Nào, mình sẽ bắt hết lên đây. Mình thả vào cái bể to cho. Để nuôi cho nó nhanh lớn nhá. Đấy, bắt hết lên đây. Rồi mình cho vào cái bể to cho nó nhanh lớn các bạn ạ. Đấy, nào, wow, con này nữa. Vậy là chúng mình đã bắt được một đàn cá rồi này các bạn này.